Xin chào các bạn, mình là Ken. Thì hôm nay mình có một lịch là phải đi quay một cái video để làm clip hướng dẫn các bạn muốn lên nhập học chuyên ngành của trường Đại học Hàng Nam ấy. Cho nên hôm nay mình sẽ cùng với một chị làm chung sẽ lên trên studio của trường Đại học Hàng Nam để quay những cái video này. Thì các bạn hãy cùng mình cùng theo chân mình để xem studio của trường Đại học Hàng Nam là như thế nào nhé. Nào, chúng ta đi thôi. Hai em, hai chị, dạ thực hành cái đi, rồi đi đâu thì đi. Thực hành chứ không quên quay footage nhé. Ôi chị ơi, cây quá trời cây luôn kìa, xanh tươi quá trời luôn. Ừ, có gì lạ lắm hả? Nhưng đơn giản là mùa xuân thôi mà. Tới chưa chị, đi nãy giờ mệt quá chị ơi. Tới rồi đây. Thì studio nằm trong cái thư viện Trung An này nè. Ủa chị, rồi mình đi vô đây rồi có phải làm thủ tục này nọ không? Có chứ em. Không làm sao được. Mà chút này không được quay rồi. Trời ơi, thư viện mà nguyên một dàn máy như thế này đây. Thôi rồi, nhức nách nha. Đi đã đời thì cuối cùng cũng tới rồi. Xin chào các bạn, đây là studio của Hàng Nam. À, chỗ này là khu vực quay hình nè. Xong rồi đi qua đây luôn đi. Chỗ này là khu editor ngồi nè. Hệ thống âm thanh đầy đủ nha. Rồi xong cho hai cái máy tính luôn. Một cái để màn hình kết nối với MC nữa nè. Thấy. Rồi đi tiếp qua đây. Chỗ này là để chiếu tài liệu lên đứng nè. Đứng nói xong chỉ lên màn hình. Có gì thôi đó. Quay qua đây, chỗ này để ngựa nè. À xin lỗi, không phải đâu. Lúc mà MC đang nói chuyện, nó quay hình, chúng ta cứ nhìn vào màn hình để biết màn hình cái mặt của chúng ta như thế nào. Ô mà công nhận cái mặt mình nó cũng đẹp phết nhỉ. Đeo khẩu trang là bao đẹp mà. Biết cái này lên làm gì không? Không thuộc bài, nhìn vào đây, đọc cho nó lẹ. Đơn giản vậy thôi đó. Kế bên đó lấy mấy cái đèn đánh thẳng vô mặt luôn để cho cái mặt nó sáng lên. Đánh xong rồi hả, môi đồ hả, nó chìm hết trơn luôn, nhìn thấy mắc gớm phải lấy son môi chét lên. Còn chỗ này thì mấy người mà không có việc làm á, đứng ngoài nhìn vô, nhìn tụi mình giống như mấy con xiếc thú vậy đó. Thôi mấy chị cứ chuẩn bị đi, em thì cứ đây đứng quay cho mấy chị được rồi. Mấy bị thích được quay hơn mà đúng không, khè khè khè. Làm cái gì thì cũng phải chuyên nghiệp. Thì cái này là cái mic không dây gắn lên người mình nè. Bây giờ thằng nhỏ đi vào để bắt đầu test cái màn hình và test cái mic trước đi nè. Alo chị ơi, thấy em có đẹp trai không? Trời ơi, khen kìa, cảm ơn chị nha. Thăm xăm ham như ta. Cô người hẹn đi rồi, thôi chị vào đi để em test anh Thanh, để em làm editor cho chị luôn nha. Vậy bây giờ chúng ta muốn đăng ký vào Đại học Hàng Nam đúng không? Rồi, không biết rằng là hệ thống âm thanh đã chuẩn bị được chưa nhỉ? Dạ, ok nha chị. Bây giờ tới em lại tiếp tục test cái màn hình nè. Màn hình nó cứ nhè nhè khó chịu quá đi đó mà. Thôi, tới đây mình không nói nữa đâu. Các bạn cứ coi cái clip gọi là behind the scene của tụi mình đi để coi cái quá trình của tụi mình quay nó như thế nào nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt. Nói chứ được, cho mình xin một cái like, một cái sub nha. Nếu như chia sẻ thì càng tốt nè. Người ta có gài không? Để em xin người ta có gài không? Em nhớ nữa em ơi. Okay. Rồi. Không thấy được. Không thấy được. Mình để kiểu gì nữa đây? Ai để kiểu gì? Phải có một editor kia nữa mới được. Mày tự nhiên lại bảo thôi cần thiệt tình chẳng biết sao. Ôi xin chào các bạn, mình có chào gì nữa. Ừ, vậy.
Một hai ba. Xin chào chào các các bạn. bạn, mình là anh Sam. Mình là Quang Sam. Rất là vui được gặp các bạn ngày hôm nay. Hôm nay thì phía nhà trường sẽ thông báo lịch tuyển sinh cũng như là những vấn đề cần thiết để hỗ trợ cho các bạn. Thôi nói chung lại đi. xin lỗi. Làm thích cực. Xin chào. Chị ơi, 1, 2, 3, chị đừng hai không. Vậy hả? 1, rồi. 2, 3. Xin chào các bạn. Mình là anh Sam, còn đây là... Còn chần chờ gì nữa, mau đăng ký vào Hanh Nam. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy xin chào và... Hẹn gặp lại.